Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay chúng ta trở lại với trình đó là review account. Hôm nay chúng ta sẽ đến với anh chàng đó là AK47 Nam. Thật ra gọi là anh chàng nghe cũng vẻ là hơi sai một chút, tại vì đây là một ông bố mà đã năm nay đã 42 tuổi rồi. Và một anh sinh năm 1980. Và anh này thì cũng có chia sẻ là muốn được review account vì cũng đã theo dõi kênh Riaki mình hơn 3 năm rồi. Rất dã man. Và anh này anh có chia sẻ anh là fan cứng của Riaki Minh và đã theo dõi kênh từ rất lâu, theo dõi từ lúc mà kênh còn rất là nhỏ và theo dõi suốt mấy năm nay không bỏ lỡ một kênh nào. Đấy, kể cả kênh Riaki Live bình luận giải đấu hay là kênh gọi là Riaki Vlog hay là kênh Riaki Minh là anh ấy đều xem hết. Đấy, fan quá cứng luôn. Đỉnh của chóp mà tôi để ý là ông này mua rất nhiều cái hành động đẹp nhá. Đấy, ông này có vẻ dân sưu tập hành động anh em ạ. Đấy, rất lạ luôn. Và đây là một người chơi có thể nói là tương đối kỳ cựu, level 78, mua thẻ vô cực không có vẻ như là mua đầy đủ hết các mùa thẻ vô cực. Đấy, chúng ta thấy là số lượng hiệu thẻ vô cực mỗi mùa là khá nhiều. Cái tài khoản này ấy, thì như là chơi vào khoảng đầu năm 2019 thì phải, không phải là một tài khoản quá cổ trong Ana Free Fire, nhưng mà có vẻ như đây là một người chơi khá là tâm huyết. Chúng ta thấy rằng đây là một tài khoản 9 số, như tài khoản này chơi vào đầu 2019 hoặc cuối 2018. Ok, thì cái tài khoản này có vẻ như là chơi khá nhiều vì trong đây chúng ta thấy nhện là cũng tương đối là xịn sò con bò với cái tỷ lệ headshot cũng là khoảng 28% trong tử chiến, khá là cao. Ok, về nhân vật mua không sót nhân vật nào. Đấy, mua đầy đủ tất cả nhân vật trong Ana Free Fire. Ủa ôi, mấy ông đã OV33 free hết các nhân vật để lấy cái gì ra mà cày. Đấy, thì đây là một tài khoản mà có đầy đủ hết các nhân vật trong Ana Free Fire, rất tâm huyết. Thì anh này tên là Nam. Đấy, anh này ngoài đời tên nào vào game đặt tên đúng thế. Uầy, đầu tư thật sự ạ. Có cả trang phục mãng xà lẫn cả trang phục chiến thần vui ạ. Và xịn xón bò, xịn bón xò, và xịn đấy, xịn đấy. Và một người chơi gọi là rất kỳ cựu. Thì anh này cũng có chia sẻ là mặc dù lớn tuổi nhưng mà vẫn rất là đam mê con game này. Ông này sinh năm 80, ông này hơn tôi gần 10 tuổi anh em ạ. Đấy, thì anh này cũng có chia sẻ là thực ra thì anh em chắc phải gọi ông này ông bác. Đấy, tại vì có khi là cái anh này anh còn nhiều tuổi hơn bố mẹ các bạn nữa. Anh này 42 tuổi thì ví dụ mấy bạn mà năm nay 10 tuổi chẳng hạn thì chắc chắn là anh này khả năng là nhiều tuổi bố mẹ các bạn đấy. Đấy, thì anh này cũng có chia sẻ là anh này muốn là được review account này là để làm gì, là để làm gương cho con. Đấy, để con của anh ấy thấy là bố rất là đam mê cái con game này. Đấy, bố là một người rất đam mê và rất trung thành với con game này, quá tuyệt vời luôn. Tài khoản này đồ đạc rất là ngon. Và tôi để ý là anh này thì có vẻ như là anh ấy hay gọi là sưu tập những cái đồ mà theo thương hiệu, ví dụ Space Speaker này hay là Street Fighter này, tức là mấy cái đồ mà có vẻ liên kết với các hãng khác, thì liên kết với những cái đồ hợp tác trong Ana Free Fire ấy, có vẻ là mua khá đều và nói chung đầu tư rất nhiều về trang phục. Đấy, đầu tư rất nhiều về trang phục luôn. Anh cũng phải đầu tư món khá khá đấy, anh em ạ. Đam mê, nhưng mà ở cái lứa tuổi như này thì nhiều khi ấy là người ta muốn là đầu tư cho con cái nhiều hơn, nhưng mà rõ ràng là đây một người chơi một đam mê rất là lớn. Đấy, đam mê rất là xịn sò con bò luôn. Đấy, các bạn đấy, không biết là ở nhà thì bố mẹ các bạn có bao giờ bày tỏ là bố mẹ các bạn có đam mê gì không. Nhưng tôi phải công nhận là cái ông này đam mê thật đấy. Và ông này rất đam mê. Không có nhiều người mà tầm tuổi 4X tầm tuổi 40, trên 40 tuổi mà đầu tư nhiều này đâu. Ngày trước ấy thì chúng ta đã từng có review, tôi nhớ là cách đây khoảng 1 năm hay 2 năm gì đấy, tôi từng có review tài khoản của hai bố con chơi Free Fire với nhau. Đấy, tài khoản của bố ấy rất xịn, tài khoản của con thì bình thường thôi. Đấy, hồi đấy thì tôi nhớ ông bố đấy là khoảng 37-38 tuổi, nhưng mà chưa là gì so với cả cái anh này tận 42 tuổi rồi, xịn xò bò và xịn bón xò luôn. Đồ đạc rất ngon lành cành đào. Áo Corinthians này, áo này bây giờ không bao giờ bán lại trong Ana Free Fire nữa. Bây giờ mà bạn nào mà chưa có cái áo này thì không thể mua lại được. Đấy, okay, áo Sope này. Đấy, áo Sope luôn. Đấy, ok, đây là cái gì đây? Quần này, quần có phi vụ triệu đô này, Assassin's Creed. Ông này ông rất chịu khó mua mấy cái đồ hợp tác nhá. Đấy, rất chịu khó mua mấy cái đồ hợp tác thề luôn, xịn xò con bò. Đấy, rắn săn mồi, hỏa quyền sư, võ sĩ xích long. Cái bộ võ sĩ xích long là cái bộ mà ngày xưa tôi đi chụp ảnh
cosplay đấy, đồ Cobra rồi giày dép Alok Buya đây. Nói chung là tài khoản này thì không phải đầu tư quá nhiều tiền đâu, tài khoản này đầu tư bình thường thôi bạn. Cái ông này là kiểu cái anh này là một người mà kiểu đầu tư theo phong cách tiết kiệm đấy, phong cách tiết kiệm tức là chỉ mua những cái gì mà cảm giác cần thôi, còn đâu thì là chủ yếu là đồ đến từ thẻ vô cực hoặc là đồ đến trong sự kiện hợp tác. Còn có vẻ những đồ đại trà thì anh chàng này không mua nhiều lắm đấy, anh ấy không mua nhiều lắm được nói nhỉ. Đấy, rất là được luôn, một tài khoản level 78 mà chơi cũng khá nhiều đấy. Anh cũng chỉ chia sẻ như vậy thôi, anh cũng không chia sẻ là anh ấy gọi đầu tư bao nhiêu tiền trong game hay là anh ấy gọi là có cái đam mê gì khác hay không. Đấy, chia nói chung là một người cũng rất chân chất. Anh ấy chia sẻ anh sống và làm việc tại Hà Nội đấy, thì cũng cùng nơi với tôi đấy, cùng nơi ở với tôi, thì tôi cũng ở Hà Nội, thì biết đâu trong tương lai một ngày nào đấy tôi có thể gặp anh này ở ngoài đời đấy, biết đâu gặp nhau ở ngoài đời. Không biết là anh ấy làm nghề gì mà cũng không biết là nhà anh ở đâu, chỉ biết là anh ấy ở Hà Nội thôi. Và có vẻ là một người mà rất là đam mê con game này, rất trung thành con game này như lời anh chia sẻ đấy. Thì nhưng mà không biết là có ở nhà hai bố con chơi FIFA với nhau không nhở. 42 tuổi, tôi nghĩ là 42 tuổi thì con anh này cũng phải mười mấy tuổi rồi. Tại vì là nếu mà anh ấy cái năm mà anh ấy bằng tuổi tôi bây giờ ấy, mà con anh ấy bằng tuổi con tôi ấy, thì chắc là con anh ấy bây giờ phải học cấp 2 rồi. Đấy, 42 tuổi là con phải học ít nhất là học cuối cấp 2, đầu cấp 3 rồi ấy. Và tôi nghĩ là như vậy, nếu mà lấy vợ và sinh con sớm, ôi, ông em người chơi hệ siêu tập chuyển động à? Và ông em có cả chuyển động rồng này, ngựa này, lướt ván này, xe trượt tuyết này, chiến thần này, xe cộ, kiểu thiếu mỗi cái chuyển động cái xe thôi, thiếu mỗi chuyển động McLaren thôi. Ui, người chơi hệ siêu tập chuyển động hành động anh em ạ. Đấy, phê thật sự. Đấy, phê thật sự. Và ngon lành cành đào thật sự anh em ạ. Và người chơi hệ siêu tập hành động. Ui, ông em có 81 cái hành động ạ. Dã man, cái mấy cái hành động mới ra đều có nhá, hành động quỷ triệu hồi quỷ kiếm này, cái liễu tử thần này, cắm hành động đá lửa này, hành động ngã sấp mặt này, hành động múa với hổ này. Wow, người chơi hệ siêu tập hành động rồi. Và lần đầu tiên thấy một người chơi kiểu siêu tập hành động này, tức là trừ mấy ông YouTuber nhá, trừ mấy ông YouTuber thì công nhận là tài khoản này chất đấy, tài khoản này chất lượng cả ngừ anh em ạ. Và chất này thì thôi chứ đỉnh của chóp chọc của đính anh em ạ. Tài khoản quá ngon, độ ăn son luôn. 81 cái hành động và 7 cái chuyển động. Mùi phê. Quá ngon, quá là ngon luôn. Thính như là thiếu mỗi cái chuyển động cái xe McLaren thôi. Còn hình như là không thiếu chuyển động nào cả. Ui dồi ôi, quỷ kiếm dạ hương luôn. Đấy, dù hội sát thủ đấy, rồi ba lô cánh thần ma, nói chung cái cánh này dùng được. Bây giờ thật ra ba lô nhiều ba lô đẹp lắm nhá, rồi ba lô rất nhiều ba lô đẹp đấy. Ui dồi, Skywing rồng sắt với xe trượt tuyết, vẻ ông này rất thích kiểu Skywing nhảy dù kiểu ấy đấy. Ok, cái này là cái xe thì không có cái xe McLaren, không có cái xe McLaren vàng chóe đấy, không có xe McLaren vàng dòng, nhưng có xe MCL thì cũng được đấy. Ok, và xe cộ nói chung khá đầy đủ đấy. Đàn ông thì chúng ta thường là hay có đam mê xe cộ, quy cài rồi avatar. Anh này theo phong cách gọi là chân chất đấy, tức là theo phong cách sử dụng avatar và hình nền premise, hình nền gọi là cơ bản trong Anna FIFA 2 đấy. Rất nhiều người thích sử dụng cái mặt Adam đấy, trông nó rất sinh tồn đấy, trông nó rất hoài cổ, trông nó giống những cái gì mà ngày xưa chúng ta thường hay xem. Ok, để xem đồ nữ anh chàng này có đầu tư nhiều không. Nữ có chơi nhân vật China này, chắc là cũng có một ít đồ nữ. Đấy, ăn mặc hơi sexy một chút nhưng mà thôi không sao. Đấy, ui xùi, mũ viễn tây và các kiểu là điểu, chủ yếu là đến từ thẻ vô cực thôi. Cũng không phải là một người đầu tư quá nhiều vào cái này, cũng không phải là một đầu tư quá nhiều vào cái trang phục các thứ này. Đấy, ngon lành cành đào. Đấy, ngon đào cành lành anh em ạ. Và đầu linh lam tiểu thư, tay súng rực lửa, tóc quang xà dân chơi vương miện, nói chung là cũng bình thường. Nói chung là đồ ở phía này thì đồ nữ này bình thường thôi, chắc là cũng không đầu tư nhiều đồ nữ lắm. Đấy, chắc là không đầu tư nhiều đồ nữ lắm anh em ạ. Và tươi, tươi đấy. Đấy, ngon lành cành đào luôn. Đấy, tóc tử thần nữ này.
Đấy, rồi cái gì đây, chiến binh sói. Chính là bộ chiến binh sói rất là đẹp em, mà tôi không hiểu sao có cái trang trí mặt của chiến binh sói này không bao giờ thấy bên Nga là bán ra. Đấy, cái bộ đấy nó đủ tất cả thứ ở trong cái, nó là cái đồ trong shop khi đổi, nhưng không bao giờ thấy bên Nga Free Fire họ bán cái trang trí mặt của cái bộ đấy. Tôi không hiểu tại sao ấy không bán trang trí mặt ở bộ đấy. Đấy, không hiểu. Đấy, không biết là nó có cái biểu tượng gì hay là có cái gì kỳ quái hay không, hay là chỉ đơn giản là bên Nga Free Fire họ quên thôi. Đấy, hay đơn giản là Nga Free Fire họ quên thôi anh em ạ. Thế nó mới ảo chứ lại ảo tung hết cả chảo. Đâu rồi? Đấy, đây là cái áo tay súng rực lửa này, áo chu tước này. Ông này ông ấy vẻ thích bộ chu tước này nhỉ? Thích bộ tứ linh chu tước này, tươi. Hạc giấy, áo bóng đêm, áo bóng chày, áo kỷ hợi, nói chung là cũng nhiều. Đấy, đa phần thì đều đến từ cái rank hoặc là áo free trong một số sự kiện. Nó cũng có một số cái bỏ tiền ra mua. Nên thực tế thì đồ nữ thì ít hơn đồ nam. Đồ nữ thì ít hơn đồ nam, chủ yếu là mấy cái đồ mặc chung được giữa nam và nữ thôi. Đấy, đời giấy chiến binh sói hoặc là cái này đồ quy đổi cũng chả gì đặc biệt cả. Xem có cái quần nào đặc biệt tí không nhỉ? Đấy, chú tước này, cái bộ chú tước này vẫn đẹp nhưng tôi ít dùng bộ này tại vì bộ này nó hơi vướng. Đấy, nữ thần hồng cơ, áo Assassin Creed này free mới cày được. Đấy, haha, kinh nhở, có quần hồng thiên này. Quần hồng thiên này chắc là mấy hôm trước mới đổi ở trong cái vòng quay, hoặc là đổi trong cái hộp đấy ra hai lần, một lần trong hộp, một lần trong vòng quay. Đây là giai điệu bùng nổ. Cái bộ này thì không hiểu sao bên Nana Free Fire rất hay lôi ra để phát free. Đấy, cái bộ giai điệu bùng nổ ấy rất là hay free nha anh em nhá. Bùng bùng nổ. Sứ giả chiến thần cú đánh sa mạc. Không có gì đặc biệt lắm ở trong cái phần này. Ở đây có cái bộ có cái đầu búp bê ngân hà, ở trên như có cái bộ kẻ chủ mưu thì phải. À, cái kẻ chủ mưu hay kẻ thách thức ấy, kẻ chủ mưu tôi nhớ như vậy. Đấy, mặt nạ nữ hoàng hồng cơ, nói chung là khá là bình thường. Có mỗi cái là áo liền quần của anh chàng này thì không có gì đặc biệt lắm. Không thấy ông bộ khủng long nào. Đấy, hơi lạ, tức là ông này ông chơi cũng có gu đấy, không phải không có gu đâu. Đấy, ông này ông chơi cũng có gu, tức là cái gì mà cảm thấy cần, cảm thấy thích thì mới mua. Tức là ví dụ đồ kết hợp với cả các hợp tác thì mua. Nhưng mà chúng ta lại không thấy có một con khủng long nào. Đấy, mua rất nhiều cái hành động. Đấy, thế nó mới hay, sát thủ cá. Ôi ông này fan AS Mobile em ạ. Vâng, đặt tên fan AS Mobile. Fan AS Mobile rồi. Đấy, fan của AS Mobile rồi. Nào, skin súng nào, địa ngục hàn băng. Ui, ông này có mua súng nâng cấp nhá. Nhìn đây tôi thấy có 3 khẩu súng nâng cấp rồi. AK khoảng level 4, level 5 gì đấy. AK level 5. Cái SK kia cũng chắc là khoảng level 5. Farmat kia chắc khoảng level 4, level 5 gì đấy. Như vậy đây là một người chơi mà theo phong cách là chơi phong cách tiết kiệm, tức là chỉ mua cái khẩu nâng cấp thôi, nhưng mà sẽ chờ các shop huyền bí để lấy hiệu nâng cấp cho đến bao giờ đủ level 6, level 7 thì thôi. Ok, cái này cái cả cái quá trình đó thể chắc là phải mất 1-2 năm đấy. Đấy, phải mất 1 năm. Nếu mà tháng nào cũng ra shop huyền bí và có cái hiệu giảm giá thì phải mất 1-2 năm. Đấy, ui nhưng mà thế là cũng kinh ấy. Và đam mê, tức là người ta chơi ấy, người ta luôn có một cái mục đích để người ta hướng tới. Đấy, chứ không phải là chơi ồ ạt nạp tiền phát rồi chơi vài hôm chán nó bỏ. Đấy, tôi phải nói là tôi rất là đánh giá cao cái ông này. Ông này là ông ý chơi là ông này ông chơi có chiến lược ấy, đúng là kiểu chơi của người lớn luôn. Đấy, đúng kiểu người lớn chơi game, người lớn chơi game là thế anh em ạ. Và chơi là phải tính toán. Chơi là phải tính toán, tức là không bao giờ chơi theo kiểu là ồ ạt phát nạp tiền luôn, nhưng có khi là 2-3 tháng sau lại bỏ game. Tôi thấy là nhiều thanh niên là nạp thẻ rất nhiều nha, có thể ở tháng đầu tiên chơi nạp 10-15 triệu trong game mua đủ các kiểu. Nhưng xong rồi sau đấy thấy kiểu chán đấy. Đấy, nhưng mà cái kiểu mà chơi nâng cấp mà từ từ lên này nó lại hay. Đấy, cực kỳ hay, tức là lúc mới mua thì chỉ nâng lên độ level 2, level 3 thôi. Đấy, sau đấy thì nâng lên dần dần. Đấy, ông ấy mua đủ hết tất cả súng nâng cấp luôn. Đấy, nhưng mà nâng dần dần chứ không nâng ồ ạt một phát nâng luôn. Được đó anh em ạ, đỉnh của chop của đỉnh đấy. Có vẻ là không bao giờ bắn vector nên là không mua skin vector. Đấy, M04 đấy cũng thế thôi, cũng level 4. Tức là chúng ta sẽ thấy là cứ nâng dần dần chứ không bao giờ nâng một phát mà gọi là cháy máy luôn. Đấy, cháy máy luôn. Đấy, tươi anh em ạ. Đấy, M87 băng giá. Rồi đây là shotgun. Đấy, à đây AWM sói hú, AWM mới ra này. Đấy, như tôi nói rồi, anh rất thích mấy cái đồ mà hợp tác. Đấy, rồi cái gì đây? Thiên nhãn này, USP Fuji, DE cánh thép. Đấy, xịn so thật sự ạ. À, ngon, ngon anh em ạ, chảo địa ngục. Đấy, rồi xịn sò đấy, xịn của nó đây. Katana hắc lôi vừa ra hôm qua xong. Đấy, vừa ra hôm qua, hôm nay à? Hôm qua à? Hay hôm nay? Hôm qua. Ra ui nhất quyền luôn, ui nhất bạn luôn. Có quả nhất quyền thì phải gọi là vô đối rồi. Cái nhất quyền này bây giờ rất nhiều người muốn săn lại, nhưng mà cái hợp tác với One Punch Man đã kết thúc rồi. Không bao giờ có thể mua lại cái nhất quyền này được nữa. Đấy, bên Nga Free Fire họ thông báo như thế. Đấy là cho đến khi họ quay xe. Đấy, không biết nó phải chính xác như thế không. Nhưng mà nếu mà không bao giờ bán lại nữa thì cũng hơi
hơi đen dành cho anh em nào mà chưa mua. Ok, anh này ở trong quân đoàn boy and girl, tức là quân đoàn trai và gái, gái và trai. Đấy, rất là có thanh niên là tiếng tàu ấy. Ông này mới vào quân đoàn là điểm đóng góp của ông này có 280 anh em ạ. Và điểm đóng góp hơi thấp. Quân đoàn này có mon yêu thờ. Đấy gì đây? Mon chủ quân đoàn này. Chủ quân đoàn trông kinh ấy chứ nhỉ? Chủ quân đoàn chắc là nữ rồi. Mon là nữ rồi. BAG tờ full. Đấy, đang mệt đừng mời. Level 61. Đấy. Ôi, bạn thân à, người yêu à? Đấy, người yêu trong game của ông này à? Và đây có cái dấu cặp đôi bá đạo này hay đây là con của ông ý? Và không biết đâu. Đấy, cái này là cặp đôi. Ui, con này thằng tên bậy đấy. Và con này mấy thằng tên hơi bậy đấy. Lại vừa một thằng đỡ tên hơi bậy đấy. Và con này chấn chỉnh ngay quả tên nhá. Rồi lên kênh Ria Kia Minh mấy ông tên này chết. Đấy, con đoàn đấy con đoàn BAG Boy and Girl. Đấy, nhưng mà ông này ông mới vào quân đoàn ông chưa thèm đổi tên luôn. Vẫn đang tên là AK47. Và được đó anh em ạ. À. Và ngon. Ok con dê. Đấy, không biết là hai bố con nó có chơi cùng tài khoản với nhau hay không nhỉ? Chắc này bố chơi rồi, bố chơi mới nạp thẻ nhiều này chứ con chơi lấy đâu có tiền mà nạp. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này và nếu như đây là đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia Minh, yêu thích những phần review AK của mình thì đừng quên để lại mình một like và subscribe và xin chúc anh Nam này sẽ luôn có sức khỏe và đam mê với game nhá cho đến khi game sập. Bye bye.